Hai bạn, chúng ta đã từng biết đến muối tôm như ý hạt to nè. Hôm nay vàng sẽ giới thiệu đến cho bạn muối tôm như ý hạt vừa. Ta 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 ta. Ok, bây giờ vàng sẽ ăn thử xem cái vị nó thế nào nha bạn. Vẫn giòn, cái vị giống như muối tôm như ý hạt to luôn, nhưng mà nó là hạt vừa. Ok, bây giờ mình sẽ ăn với xoài nha bạn. Đây, vàng có chuẩn bị sẵn xoài nè bạn, cho muối lên. Tên. Mời bạn tóc vàng ăn ăn. Yeah, cùng một cái. Cái xoài nước chua mà. Muối hòa quyện với vị chua hợp lắm á bạn. Yeah. Bây giờ bạn sẽ trộn cái đồ chua còn lại cho bạn xem nha. Bạn cùng xem các công thức trộn đồ chua của bạn nè. Thì hôm nay bạn sẽ sử dụng trọn bộ sản phẩm của nhà Như Ý luôn. Yeah. Bây giờ bạn sẽ cho cái này, đồ chua này vào một cái tô nha bạn. Yeah, bây giờ về sẽ trộn nha bạn. Trước tiên chúng ta sẽ cho muối tôm như ý hạt vừa. Ta ta. Về sẽ cho 4 muỗng nha. 1 2 3 4. Tiếp theo là tép sấy. Đây cũng là một sản phẩm mới luôn các bạn. Để bạn ăn thử nha bạn. Giòn và thơm mùi tép nha bạn. Ok, về sẽ cho 4 muỗng. 2 Tiếp theo là muối nhuyễn như ý nha bạn. 4 muỗng luôn. Tiếp theo là muối tôm hành phi. Tiếp theo là muối tôm như ý hạt to nha bạn. Cái này bạn cũng sẽ cho 4 muỗng luôn nha bạn. What? Ăn nghe cái tiếng nè bạn. Đó. Mình sẽ lựa cái hạt to nhất để vàng trắng. Tiếp theo mình sẽ cho đường. Thì cái này sẽ làm 4 muỗng đường luôn các bạn. Yeah. Bây giờ mình sẽ xốc nó lên, trộn đều lên nha bạn. Nha bạn. Khi mà nó đều như vậy rồi thì mình sẽ cho thêm nước mắm nè, mình rín đều lên cho nó ướt ướt nha bạn.
Và trộn đều lên nữa nha bạn. Ta-da! Vẹn đã trộn xong á bạn. Bây giờ mình sẽ đổi bao tay và bắt đầu thưởng thức nha. Nha. Ok, trước khi ăn thì vẹn sẽ uống nước nha. Hôm nay vẹn uống nước lã nè. Wow. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Mình làm miếng chanh trước nha bạn. Trời ơi, nó thấm đẫm cái muối nha bạn. Mời bạn nha. Hợp lắm luôn các bạn. Tiếp đến là xoài nha bạn. Nha bạn, mời bạn nha. Cái này là chanh nha bạn. Cái giỏ chanh dày quá bạn. Thật sự luôn cái muối này. Ăn chanh nó hợp bạn. Một miếng nữa nha bạn. Chanh nữa nha bạn. Không thể dừng lại luôn hả bạn. Mm-hmm.
hợp thật sự luôn nha bạn. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng.